chợt đến mắt môi chờ mong. Anh chị và các bạn, chúng ta đang tìm một cái em loa karaoke mini sách tay di động giá tầm 2 triệu trở lại. Ngày hôm nay, Nhật Tây Audio xin được giới thiệu và anh chị và các bạn chúng ta một trong những cái dòng loa có thương hiệu rất là lâu đời ở trên thị trường rồi. Và đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà phải nói là đem lại cái chất âm rất là hay trong phân khúc giá là 2 triệu anh chị ha. Thì đây là dòng sản phẩm ZBZ-Z101 ha anh chị. Thì giá của nó là 2.100.000. Nhật Tây bao ship toàn quốc cho anh chị và các bạn chúng ta đến tận nhà luôn ha. Anh chị có thể là nhận hàng, kiểm tra thanh toán trước khi trả tiền. Anh chị có thể là liên hệ với trực tiếp audio Nhật Tây Audio qua số điện thoại là 0797 989 656 ha anh chị. Thì với em loa ZBZ-Z101 này, nó sẽ được thiết kế và trang bị cho mình gồm có một bát 25 anh chị ha, một bát là 25 và một loa chép. Trang bị cho mình hai cái cây micro, hai cây micro UHF luôn ha, hát theo tần số UHF. Và vỏ ngoài của nó thì được thiết kế bằng gỗ simili, và bao bọc ở bên bốn cạnh là những cái lớp nhựa như thế này để tránh trầy cũng như là va đập. Hai bên thì có hai cái quai sách cho chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển, và ở trên đầu có cái lỗ cắm micro rất là thuận tiện luôn ha. Còn ngoài ra thì đúng với tên gọi của nó là loa kéo di động, thành ra là nó sẽ có một cái vali kéo như thế này ở đằng sau, giúp chúng ta có thể là chỉ cần nhấc cái loa lên và kéo đi thôi. Rất là tiện lợi luôn. Và ngày hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành review cái phần bo mạch của nó luôn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng xem ha. Rồi, ngay bây giờ anh mời anh cameraman lại đây. Quay cái bo mạch cho khách hàng xem. Ở đây thì cái bo mạch nó có các cái nút chỉnh sau đây. Trước tiên là chúng ta có thể thấy nút mode ha, đây là nút mode, tức là nút chuyển các chế độ. Ở đây thì có chế độ line nè, line là chế độ kết nối TV, Bluetooth là kết nối Bluetooth với điện thoại hoặc TV của mình ha. Rồi tiếp tục, đây là chế độ line in, ok, Bluetooth. Chế độ ghi âm ha anh chị, có cả ghi âm nữa nha. Rồi tiếp tục nữa là chế độ priority, tức là chế độ ưu tiên mic ha. Tức là ưu tiên mic thì khi chúng ta nhấn vào chế độ này thì nhạc nó sẽ tự động nhỏ lại khi mic nói lên ha. Quay bài hát, tới bài hát và dừng bài hát vào ba nút này nha. Tiếp tục nữa là lỗ cắm USB và thẻ nhớ, có thể là nghe nhạc ha anh chị, nghe nhạc bằng USB và thẻ nhớ của mình, cắm vào đây trực tiếp là sẽ nghe được ha. Ở đây có âm lượng của nhạc ha, âm lượng tổng nhạc nè, âm lượng bass nhạc, chép nhạc, echo, âm lượng của micro. Rồi, đây là lỗ cắm sạc ha anh chị, lỗ cắm sạc của nó. Và ở đây có cái lỗ cắm micro thêm. Giả sử như anh chị chúng ta muốn có một cái micro có dây hoặc là không dây, chúng ta muốn kết hợp thêm vào trong cái sản phẩm này để hát karaoke, thì chúng ta có thể là cắm qua cái jack cắm 6 ly này ha anh chị. Thì đó là cái chức năng của cái bo mạch. Tiếp tục nữa thì cái con này nó có hỗ trợ cho mình là điện 12V ha. Khi mà chúng ta giả sử như đi du lịch đi, mà chúng ta bị hết bình hoặc là lúc đó ở đó nó không có điện, thì chúng ta có thể là cầm thêm một cái bình rời ở ngoài, bình 12V ha, chúng ta sẽ đấu nguồn vào, và khi đó thì cái mặt này sẽ mở nguồn lên và chúng ta có thể là hát karaoke thoải mái luôn ha anh chị. Còn đây là cái mặt sau của nó, anh chị xem nè, đó mặt sau này, tuyệt vời chưa, rất là thời trang luôn ha, rất là thời trang. Ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc và chất lượng karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe thử ha, để quay cái loa lại đã. Mời anh chị chúng ta có thể là đeo cái tai nghe của mình vào để mà nghe nhạc cũng như là test cái chất lượng karaoke nha anh chị.
gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi chờ mong, mong người biển biển phương xa thương anh tháng năm dài dầu, nỗi buồn cô phụ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh một thuở có em chờ mong, bây giờ mình còn xa nhau nhưng tin có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Cho lại nghe tiếng con tim còn thương,
nhẹ nhàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ly 6 7 hay ly hay ly 6 7 tình cờ gặp lại người xưa. Cà phê quán phu cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nãy lôi vì sao bàn chân nào nề, rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thắm cay. Rất chiêm bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi chỉ mình ta đơn đầu. Cho nhau nhiều hy vọng, cho nhau từng lời cuối sân lại được không? Gặp nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ vài buồn. Nếu cho anh lựa cho một lần nữa, nếu cho anh quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp mình. Alo, alo, đâu? 2.100.000 bao ship toàn quốc. Wow, ok. Okay. Ly. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nãy lôi vì sao bàn chân nào nề, rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thắm cay. Rất chiếc bao chợt mơ thấy nhau, vừa mong rồi chỉ mình ta đơn đầu. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa một cuối xa lại được không? Gặp nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ vài buồn. Nếu cho anh lời cho một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp mình. Đây, đây. Ly 6 bề. À, vừa rồi thì Nhật Tây cũng đã test cho anh chị nghe thử rồi ha. Thì đây là một trong những cái dòng loa là 2.1 triệu thôi ha. Nhật Tây sẽ bao ship toàn quốc cho anh chị luôn, giao đến tận nhà cho anh chị luôn. Anh chị có thể là nhận hàng xong chúng ta kiểm tra rồi mới trả tiền cho bên đơn vị giao hàng ha anh chị. Thì đây là một trong những cái mẫu sản phẩm mà Nhật Tây thấy là trong phân khúc giá 2.1 triệu thì cũng rất đáng cho anh chị lựa chọn. Anh chị có mua hàng thì một lần nữa trực tiếp liên hệ với Nhật Tây Audio qua số điện thoại 0797989656 ha. Rồi cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Bye bye.